Lễ hội có sự tham gia của 13 gian hàng trưng bày quả hồng vành khuyên và các mặt hàng nông sản chủ lực của các xã trên địa bàn huyện. Tại lễ hội đã diễn ra hoạt động live stream bán hàng trực tiếp các sản phẩm hồng và sản phẩm ô cốp của huyện. Đây là dịp để huyện Văn Lãng giới thiệu và quảng bá về quả hồng vành khuyên, sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện.